Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 32 của Đấu Phá Thương Khung, Tiêu Viêm đánh nhau với Liễu Kình để giành trước vị trí top 10 trên bảng xếp hạng thi đấu cường bảng. Liễu Kình và Tiêu Viêm đều dùng các kỹ năng bản nhân, kết quả hai thằng đều bị ngất được đưa vào bệnh viện xã của viện già nam chữa trị. Còn về ban giám khảo không ăn tiền đút lót, Tô Thiên theo hội đồng trưởng lão thống nhất, Tiêu Viêm và Liễu Kình đều xếp hạng ở vị trí thứ 10. Còn về Huân Nhi Cung thách đấu với Lâm Tù Nhai, cô chỉ cần vài chiêu đã đánh bại Lâm Tù Nhai đấu linh 9 sao. Chuyển sang tập 33 phần 5 của Đấu Phá Thương Khung. Và sau đó Huân Nhi đã rời khỏi sân thi đấu, chạy về nhà xem tình hình của Tiêu Viêm có cần gì không. Trải qua 3 ngày sau khi kết thúc cuộc thi đấu cường giả, Tiêu Viêm đang ngồi ở bàn môn phòng riêng của mình ngồi tu luyện đột phá từ đấu linh 3 sao lên đấu linh 5 sao. Nên Ngô Hào đang quan sát nóng ruột không hiểu Tiêu Viêm đột phá lâu thế. Thì Tứ Nghiên cũng ở đây do hết kẹo thuốc lên cơn nghiện, nên châm gió nói phét với đám Huân Nhi là không thể nào người bình thường đột phá lâu thế được. Chắc chắn thằng Tiêu Viêm giả lên cấp để không chế tạo thuốc kẹo cho cô ấy, chứ mấy ngày nay cô đang phải gặm cỏ ăn dược liệu. Điều này khiến mọi người đang có mặt đều phải cười. Còn Huân Nhi vừa bắt đầu Tử Nghiên vừa nói cho cô ấy hiểu là Tiêu Viêm lần này bị thương khá nghiêm trọng, nhưng cũng may mắn đột phá từ đấu linh 3 sao lên tận 5 sao. Và khiến Hổ Gia lên tiếng là Tiêu Viêm lên cấp quá nhanh, dù có thuốc sử dụng hỗ trợ sinh lý tăng cấp độ thì cơ thể không được tốt, nhưng Huân Nhi đọc sách nhiều nên biết nhiều chuyện là Tiêu Viêm sẽ không việc gì. Do đó Huân Nhi đã ở lại chăm sóc Tiêu Viêm, còn mọi người đều được đi ra về. Tuy nhiên trước khi đi, Hổ Gia cho Huân Nhi nghe là Lâm Tu Nhai đến gặp cô ấy có chuyện, thì Huân Nhi đã nói Hổ Gia từ chối Lâm Tu Nhai giúp cô ấy. Tất nhiên Hổ Gia cũng nhận biết là tên Lâm Tu Nhai này đã thích Huân Nhi, thì Huân Nhi đề nghị Hổ Gia đừng bao giờ nhắc những thằng con trai thích cô ấy trước người yêu Tiêu Viêm, nếu không tình nghĩa chị em chắc không còn bền lâu. Và Huân Nhi đã cùng Hổ Gia đi xuống đuổi cổ tên Lâm Tu Nhai đi về. Lúc này tại phòng khách bàn môn, Huân Nhi đi từ cầu thang xuống thấy Nghiêm Hạo và Lâm Tu Nhai đang ngồi. Huân Nhi cũng trò chuyện với Lâm Tu Nhai và Nghiêm Hạo là Tiêu Viêm dưỡng thương nên không tiếp khách được. Do đó Lâm Tu Nhai cũng mổ mồm tán Huân Nhi, nhưng Huân Nhi toàn đánh trong lảng về chuyện của Tiêu Viêm bị thương, nên Lâm Tu Nhai đành phải rút quà tặng cho Tiêu Viêm là một cây dược liệu giúp Tiêu Viêm có thể chữa bệnh. Và Huân Nhi cũng cảm ơn Lâm Tu Nhai và nhận quà thay Tiêu Viêm. Đồng thời Huân Nhi cũng đi lên phòng của Tiêu Viêm. Sau đó Nghiêm Hào và Lâm Tu Nhai đi ra ngoài bàn môn chuẩn bị đi về, thì Nghiêm Hào cũng nói với Lâm Tu Nhai là thôi chú quay xe đi về thôi, chứ Huân Nhi chỉ thích mỗi thanh niên gầy Tiêu Viêm cầm kiếm to và đen, nên Lâm Tu Nhai sẽ không thể sở hữu được tâm hồn trong trắng to bằng bàn tay của Huân Nhi được. Vì vậy Lâm Tu Nhai đành quay xe cùng Nghiêm Hạo đi về thật. Trải qua 5 ngày sau, Huân Nhi vẫn ngồi chăm sóc bảo kê không cho ai làm phiền Tiêu Viêm, thì Tiêu Viêm đã nhả từ mồm ra một luồng khí màu đen bay lên trần nhà. Sau đó Tiêu Viêm đã tỉnh lại. Huân Nhi đang bên cạnh cũng chúc mừng Tiêu Viêm đạt đến đấu linh 5 sao và hỏi về cơ thể Tiêu Viêm làm sao có khí đen thoát ra. Tiêu Viêm cũng cho Huân Nhi biết rõ ngọn ngành là lần trước hắn chữa bệnh cho Nạp Văn Kiệt thì đã bị mắc lạc độc, nhưng do có dị hỏa bảo vệ cơ thể nên chỉ cần đột phá cấp độ sẽ từ từ giải trừ lạc độc từng ít một. Ngoài ra Tiêu Viêm cũng biết được hắn được vào top 10 người mạnh nhất, nhưng mà cả hắn và Liễu Kình đều top 10 best bảng nên vẫn được đi vào tầng cuối thiên phần luyện khí tháp. Sau đó Tiêu Viêm đã dẫn Huân Nhi đi xuống phòng chính của bàn môn, thì Lâm Diêm đã lên tiếng hỏi thăm sức khỏe của Tiêu Viêm. Và Tiêu Viêm phát hiện Lâm Diễm dám đeo huy chương của bản môn mà không xin phép. Hóa ra Lâm Diễm đã xin gia nhập bản môn, nên đã khiến Tiêu Viêm không hiểu vì sao Lâm Diễm thuộc top 10 người mạnh nhất cường giả cũng gia nhập bản môn hỏi chấm. Thì Lâm Diễm cũng kể nguyên nhân bản môn mạnh hơn cả bang Manh Sói của Lâm Tu Nhai hay bang Liệt Sơn của Liễu Kình. Thứ nhất là bản môn có chị Tử Nghiên cứ chạy đến đây bảo kê. Thứ hai, Tiêu Viêm có thể đánh ngang cờ với Liễu Kình. Thứ ba là Huân Nhi đánh bại Lâm Tu Nhai. Vì vậy Tiêu Viêm nhìn Huân Nhi và thắc mắc với Lâm Diễm là Huân Nhi đánh nhau lúc nào mà hắn không biết. Thì Lâm Diễm cho biết là sau khi kết thúc đại hội cường giả nội viện, Huân Nhi sức mạnh phải là đấu vương. Khi cô ấy nhún trên võ đài đánh nhau với Lâm Tu Nhai mới được vài phút đã giành chiến thắng. Trải qua một thời gian, Tiêu Viêm đã ổn định công việc thường ngày. Hắn hay rủ Huân Nhi đi vào bụi rậm rừng núi tâm sự, là nằm trên bãi cỏ cùng với Huân Nhi. Thì Huân Nhi đã nhắc nhở Tiêu Viêm về quyển sách cô ấy tặng cho Tiêu Viêm, là đã đến đấu vương mới mở ra tu luyện. Thì Tiêu Viêm cũng hỏi Huân Nhi dạo gần đây sao em lại thế, và Huân Nhi vẫn giấu Tiêu Viêm về việc sắp phải về cổ tộc. Lúc này dược lão truyền âm cho Tiêu Viêm
là có rất nhiều người đang di chuyển đến chỗ hắn và Huân Nhi. Thì Tiêu Viêm đã cầm tay Huân Nhi để chạy. Nhưng Huân Nhi đã không đi mà dặn Tiêu Viêm là hắn hãy chạy vào rừng trốn một mình đi, đừng có ra ngoài này. Huân Nhi đã đẩy Tiêu Viêm bay vào bụi cây gần đó giúp vui. Lúc này hơn chục con máy bay phi hành ma thú tứ dục độc giác đã bay đến chỗ Huân Nhi. Và Hắc Yên quân tần phó thống lĩnh tên là Linh Tuyền đã cho Huân Nhi biết là hắn nghe lệnh tộc trưởng Cổ Nguyên đến đón Huân Nhi về cổ tộc. Tất nhiên Huân Nhi cũng từ chối là cô sẽ tự đi về cổ tộc mà không cần người đến đón. Thì Linh Tuyền đã phát hiện ra Tiêu Viêm đang rình trộm nghe lén. Hắn đã bay vào nơi Tiêu Viêm đang rình trộm, khiến Tiêu Viêm lại phải bay ra chỗ Huân Nhi đang đứng. Và Linh Tuyền cùng 9 người trong cổ tộc đã xuất hiện chỗ Tiêu Viêm và Huân Nhi. Linh Tuyền cũng thừa nhận Tiêu Viêm chính là thằng phế vật Tiêu Viêm của Tiêu gia. Đồng thời Linh Tuyền cũng giới thiệu họ tên của mình. Hắn chính là Hắc Yên, phó thống lĩnh của cổ tộc. Và Linh Tuyền sỉ nhục Tiêu Viêm hay Tiêu gia chỉ là đám tiếp diêu mà thôi. Do đó Tiêu Viêm nắm con sát huyền trọng xích để sau lưng. Nhưng Huân Nhi đã lên tiếng kêu Linh Tuyền im mồm và không được nói về Tiêu gia nữa. Khi cổ tộc và Tiêu gia có ước hẹn, tất nhiên Linh Tuyền cũng lấy cớ của tộc trưởng Cổ Nguyên cha Huân Nhi là lần này đến đón Huân Nhi tại học viện Già Nam. Nếu gặp được Tiêu Viêm sẽ hỏi về miếng chìa khóa đà xá Cổ Đĩnh Ngọc. Nhưng Tiêu Viêm cũng không hề cho Linh Tuyền biết về đà xá Cổ Đĩnh Ngọc. Sau đó thì Linh Tuyền cũng gọi Huân Nhi là tiểu thư hãy về cổ tộc. Thì Huân Nhi đã từ biệt Tiêu Viêm để đi về nhà. Huân Nhi ghé tai nói nhỏ với Tiêu Viêm là không được nói về chuyện đà xá Cổ Đĩnh Ngọc cho ai. Hay khi nào Tiêu Viêm ít nhất phải đạt đến đấu tông mới đến cổ tộc. Không thì tuyệt đối đừng đến cổ tộc tìm cô ấy. Sau đó Tiêu Viêm nắm tay Huân Nhi lần cuối hay ôm Huân Nhi nói là hắn sẽ cày cấp lên đỉnh cao đại lục để sở hữu được Huân Nhi cho mình. Điều này khiến Linh Tuyền thấy vậy cực kỳ cay cú về Tiêu Viêm. Huân Nhi đã chia tay Tiêu Viêm và đi lên phi hành ma thú rời đi. Lúc này Linh Tuyền đang ở dưới đất với Tiêu Viêm. Tất nhiên hắn không rời đi mà cho Tiêu Viêm biết một điều là dăm ba cái Tiêu Viêm đừng có mà tương lai nhờ nhà vợ là muốn lấy được Huân Nhi. Và Linh Tuyền cũng định ra tay tẩn Tiêu Viêm ở đây thì Tô Thiên Đài trưởng lão đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm và Linh Tuyền. Tô Thiên đã hạ lệnh Linh Tuyền nhanh chóng rời khỏi nội viện học viện Già Nam. Vì vậy Linh Tuyền khoảng 20 tuổi đã bật cánh bay đi. Hiện tại Tô Thiên cũng giải thích cho Tiêu Viêm là cổ tộc tu luyện khác xa so với người bình thường, nên người còn trẻ đạt đến đấu vương là bình thường. Và Tô Thiên cũng cho Tiêu Viêm biết là ngày mai hắn sẽ được tiến vào thiên phần luyện khí tháp hấp thu tâm hỏa. Sau đó Tiêu Viêm quay về bản môn kể chuyện Huân Nhi đã rời đi cho Hổ Gia Ngô Hạo, là cô ấy đã đi về gia tộc của mình và sẽ không quay lại nữa. Thì Hổ Gia Ngô Hạo cũng biết điều rời đi để Tiêu Viêm một mình. Chuyển đến sáng hôm sau, Tiêu Viêm đã gặp lại Hổ Gia và Ngô Hạo tại đại sảnh của bản môn. Tiêu Viêm đã dẫn anh em bản môn đi ra ngoài lượt đi đến thiên phần luyện khí tháp. Thì tổ đội bản môn đã gặp được tổ đội Lâm Tu Nhai chỉ huy hơn 20 thành viên đánh sói của mình. Hay tổ đội Liệt Sơn của Liễu Kinh gồm Diêu Thịnh, Liễu Phỉ cùng một số học sinh khác. Lúc này Liễu Kinh cũng đến trao hỏi với Tiêu Viêm là hắn chấp nhận Tiêu Viêm làm đối thủ thứ ba của mình. Khoảng một lúc sau thì Tô Thiên Đại trưởng lão dẫn theo mấy trưởng lão cũng đã xuất hiện. Và ông đã cho 11 người thách đấu cường giả nội viện đi vào bên trong thiên phần luyện khí tháp. Trên đường di chuyển xuống tầng cuối thiên phần luyện khí tháp, Tử Nghiên nói chuyện với Tiêu Viêm về thuốc của cô ấy đã hết. Và Tiêu Viêm đã hẹn lại với Tử Nghiên là sau khi ra thiên phần luyện khí tháp sẽ luyện cho cô. Sau đó cuối cùng thì mọi người đi theo đại trưởng lão Tô Thiên cũng di chuyển đến tầng cuối. Ở đây có hai ông trưởng lão canh gác. Tô Thiên đã đưa mọi người đi đến giữa sân nói tất cả ngồi xuống. Thì đám Tiêu Viêm đã ngồi xuống. Đồng thời Tô Thiên cùng hai ông trưởng lão đã mở năng lượng hỏa căn nguyên ra. Thì đã xuất hiện một đám lửa vô hình. Và ông cũng giải thích cho học sinh ở đây nha là hãy cố gắng đột phá lên đấu vương. Ngoài ra như mọi năm 10 học sinh vào đây chỉ được có 5 người đột phá lên đấu vương mà thôi. Còn lại thì bị xịt tạch chuỗi từ đấu linh lên đấu vương. Sau đó Tô Thiên đã dùng tay cho xuất hiện 10 ngọn lửa vô hình và chui vào cơ thể các học sinh. Tô Thiên đã đi ra ngoài và dặn hai ông trưởng lão ở lại quan sát tình hình. Cảm ơn anh em đã xem hết video.